lời chào cao hơn môn cổ nên là lời nói đầu tiên xin được kính chúc tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình đạo sĩ tử thông ngày hôm nay quý vị thân mến theo quan niệm dân gian trong 12 con giáp thì chuột là cái tượng trưng cho sự giàu có thông minh thành công và trí tuệ à, chính vì thế mà những người tuổi mậu tý sinh năm 1948 nữ mệnh cầm tinh con chuột luôn được đánh giá cao về cái sự thông minh và cái sự táo phát trong những năm tháng tuổi trẻ thì nhiều người có thể đã phải trải qua rất nhiều cái thăng trầm nhiều cái biến động của cuộc đời. À, thế nhưng chắc hẳn là trên môi của họ vẫn luôn giữ cái nụ cười lạc quan yêu đời. Bước sang năm 2024, thì các nữ gia chủ tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 sẽ đón nhận nhiều cái điều may mắn mới mẻ đến với bản thân mình và gia đình. À, lúc này thì con cháu đã lớn, đã thành đạt, nên là quý vị cũng gì có thể thảnh thơi mà an dưỡng cái tuổi già của mình. Vận trình tử vi cụ thể của những người tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 năm mạng trong năm 2024 sẽ ra sao? À, xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe những chia sẻ của tử thông ngay sau đây. À, và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng tử thông phân tích chi tiết về cái lá số tử vi của những người tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 nữ mạng trong năm 2024 năm giáp thìn. đó thì để phân tích luận giải về cái lá số tử vi của những người tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 nữ mạng trong cái năm 2024 năm Giáp Thìn thì chúng ta cũng dựa vào cái mối quan hệ giữa thiên can địa chi âm dương ngũ hành cũng như là cái mối quan hệ giữa thập thần, bát tự cũng như là cái vòng trường sinh và cái hệ thống sao chiếu mệnh. Từ đó sẽ đưa ra được những luận giải chi tiết chính xác nhất đối với những người tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 trong năm 2024 à năm Giáp Thìn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để biết được cái vận trình chi tiết của mình như thế nào từ đó sẽ có được những quyết định đúng đắn hơn trong công việc và trong cuộc sống để nắm bắt được cái vận thế tốt thì gặp tốt thì có thể là tăng cường để thâu thu thêm được nhiều tài lộc và sức khỏe đúng không ạ gặp vận xấu thì quý vị cũng biết đường mà tránh để không gặp những vận xui nó đeo bám đến mình à, như quý vị đã biết những người tuổi mậu tý sinh năm 1948 nữ mạng thì có thiên can thiên can là mậu địa chi là tý người này có lá số là dương nữ có ngũ hành là thích lịch hỏa cung mệnh là cung đoài thuộc kim được gọi là thương nội chi chư, có nghĩa là chuột trong kho, có sư con chuột, tướng tinh con chó sói, con nhà xích đế phú quý. À, năm 2024 năm giáp thìn thì chúng ta biết là xét về cái mối quan hệ thiên can địa chi ấy, chúng ta có mậu gặp giáp thì nó là gì? Nó là thất sát. Đấy. Nói chung ấy, cái thất sát nó chiếu mệnh. Vậy nên là trong năm ấy dự báo có những cái rắc rối khó lường khiến cho bản mệnh phải phiền lòng bận tâm. À, trong thời gian này thì gia chủ tuổi mậu tý cũng không nên là phó mặc cái số phận của mình hay là thở ơ với mọi thứ xung quanh vì quý vị có đủ khả năng thừa sức để mà gì chuyển bại thành thắng trong một cái khoảng thời gian ngắn gia chủ có thể phá vỡ cái lề lối thói quen cũ trong công việc để bước sang một cái giai đoạn mới tốt lành hơn bên cạnh đó gặp cái thất sát đến chiếu mệnh thì gia chủ cũng gì nên cẩn thận trong công việc vì dễ có tiểu nhân tranh đấu vậy à, vậy nên để hóa giải cục diện tiểu nhân do cái thất sát mang lại thì những người tuổi Mậu Tý nữ mạng Hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân tí thỉnh để trợ mệnh hộ thân. Áp vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trận đời cho những người tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 nữ mạng. Bên cạnh đó, những người tuổi Mậu Tý xét về cái mối quan hệ địa chi, chúng ta có tí gặp thìn thì là cái cục diện là tam hợp. Như vậy là trong năm 2024 được cục diện tam hợp Thái Tuế, nó tương trợ giúp đỡ, nó sẽ giúp bản mệnh xây dựng được các mối quan hệ xã giao rộng rãi và tốt đẹp. À những người tuổi Mậu Tý nữ mạng ấy đối xử với mọi người một cách chân thành cởi mở, nhờ vậy mà đi đến đâu ấy thì gia chủ cũng nhận được cái sự yêu mến của mọi người. Thậm chí những cái khó khăn những cái thử thách nó xuất hiện nó cũng không còn đáng sợ như trước đây nữa. À bên cạnh đó thì cái cục diện tam hợp nó cũng sẽ mang lại cho những người tuổi Mậu Tý Nói chung ấy là một năm là bình yên may mắn, luôn có quý nhân phù trợ giúp đỡ. Và cái mối quan hệ giữa tình cảm ấy thì nó diễn ra được thuận lợi hanh thông. À, vậy nên để tăng cường thêm cái may mắn do cái cục diện tam hợp thái tuế nó mang lại thì những người tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 nữ mạng, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế để được thái tuế tương trợ giúp đỡ. Kim bài thái tuế này Năm 2024 chính là ngày Lý Thành Đại Tướng Quân Biểu tượng của ngài là một tay cầm kiếm và một tay cầm túi vải à, Quý vị có thể đặt cái kim bài thái tuế ở trong túi, trong ví hoặc là sau ốp điện thoại à, Luôn mang theo bên mình để được thái tuế tương trợ giúp đỡ à, Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 Để thỉnh cái kim bài thái tuế mang lại cái may mắn tài lộc trong năm à, Thưa quý vị, bên cạnh đó trong năm 2024 năm ấp thìn thì những người tuổi mậu tí Thì có cái lưu niên nó rơi vào đất mộ gọi Lưu niên mộ thì cái lưu niên mộ nó nhập mệnh nên là những người tuổi ấy, mậu tý một chín ấy được tự tin thể hiện cái cá tính của mình mà không sợ bị người khác chỉ trích hay là nói xấu thời gian này thì bản mệnh chỉ muốn tập trung vào công việc mà không muốn lãng phí thời gian với những cái câu chuyện tầm phào không đầu không cuối nữa nhờ vậy mà gia chủ sẽ tránh được những cái thị phi những cái tay ách không đã có à, trong thời gian này thì những người tuổi mậu tý một là là 77 tuổi ở độ tuổi này thì cũng không còn ham hố gì với quyền lợi công danh sự nghiệp gì nữa mà đây cũng là cái tuổi mà quý vị mong được an hưởng trọn vẹn cái tuổi già bên những người mình thương yêu nhất à, vậy nên ở trong năm ấy thì quý vị gặp cái sao hạn ở cái tuổi tuổi 17 ấy, là cái sao thổ tú đó cái sao thổ tú nó còn được gọi là thổ diệu tinh quân là một trong những ngôi sao trung tính thuộc hành thổ những người mà gặp sao thổ tú chiếu mệnh thì nên cẩn thận đề phòng các tháng âm lịch là tháng 4 và tháng 8 tháng 4 và tháng 8 âm lịch đó à, do một số cái khó khăn nó có thể xảy ra trong hai tháng này à, tuy nhiên nếu gia chủ biết cách phòng tránh những kẻ tiểu nhân ám hại thì sẽ tránh được cái thảm họa này đó à, trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao thổ tú như sau thổ tú sau ấy phải lo tuy rằng ít nặng giữ cho vẹn toàn tháng 4, tháng 8 chẳng an kỵ trong hai tháng thiếp chàng bị ai làm ăn thì cũng có tài khiến cho đau ốm phải dày tốn hao mang lời chịu tiếng biết bao, bán buôn phải giữ kẻo hao mất đồ, tham tài, dục lợi của vô, đem ra thì bị côn đồ đoạt đi, tin người ngon ngọt phải nguy, thi ân bố đức thì việc gì cũng qua. Đó. Như vậy là với cái hạn thủ tú này thì khuyên quý vị là nên để tu, tu nhân tích đức hành thiện thì sẽ giảm bớt được phần nào. Ở à bên cạnh đó, trong năm 77 tuổi thì những người tuổi mậu tí 1948 gặp cái hạn năm là cái hạn diêm vương. Đấy. À, Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rủi lâm sản nạn, chắc là mạng vong. Đó. Cái hạn Diêm Vương nó là một trong cái 8 hạn chiếu mệnh. Nói chung là đã là hạn thì khó thể tránh khỏi được những điểm xấu nó có thể xảy ra. Nói chung ấy, khi mà gặp cái hạn Diêm Vương ấy thì ta có thể thấy nó ảnh hưởng nhiều đến nữ giới, đặc biệt là phụ nữ mang bầu, à, có thể đe dọa đến tính mạng và những cái bệnh tật lâu ngày thì cũng khó khỏi. Thậm chí trong năm mà gặp cái hạn Diêm Vương thì cái bệnh tật nó sẽ nặng hơn nó sẽ nặng hơn, nó ảnh hưởng nhiều đến cái cơ thể và nó cũng lâu khỏi, khó chữa. À, thêm nữa là năm nay thì quý vị gặp cái năm tam tai năm thứ ba. Ở à, trong năm này thì quý vị nên gì gặp cái hạn tam tai. Ấy. Nhìn chung thì cái sự nghiệp cũng chưa có bước tiến triển rõ ràng. Bên cạnh đó thì quan hệ của bản mệnh với cái đối tác với khách hàng thì cũng không được hòa thuận cho lắm. Vì thế để hóa giải cái sao thổ tú, cái 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 hạn diêm vương và cái hạn tam tai thì những người tuổi những người tuổi mậu tý sinh năm 1948 nữ mạng ấy quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là vạn phúc chi nhân à, vạn phúc chi nhân là một cái vật phẩm phong thủy của nhà phật đấy mặt trước nó có hình chữ vạn của nhà phật và mặt sau có hình chữ phúc Đó. ở phía dưới là một cái viên đá ruby đá ruby là một cái loại đá quý trong phong thủy được sử dụng làm cái trang sức phong thủy cao cấp nó mang cái nguồn năng lượng dương cao giúp tăng cường sức khỏe tăng cường may mắn và tăng cường cái tài lộc cho gia chủ cái vạn phúc thiên nhân này cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vạn phúc thiên nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mậu tý sinh năm 1948 nữ mạng à thưa quý vị à bên cạnh đó thì trong năm những người tuổi mậu tý 1948 xét phải cái hạn kim lâu thì không bị phạm về hoang ốc thì được nhị nghi cũng là tốt đó. Như vậy là trong năm ấy thì ngoài cái hạn tam tai ra quý vị cũng không gặp phải cái đại hạn nào lớn và tam tai năm thứ ba thì nó cũng sẽ nhẹ đi phần nào rồi. Vì thế mà nếu mà gia chủ tuổi ấy, Mậu Tý 1948 nữ mạng mà muốn tiến hành những công việc đại sự như là động thổ làm nhà hoặc là tậu châu cưới vợ thì quý vị cũng nên là tiến hành ngay thì sẽ được may mắn và thành thông. À bên cạnh đó, xét về cái vận niên trong năm thì chúng ta biết năm 2024 là năm giáp thìn. Chúng ta có thìn thì ẩn tàng ba thiên can. Đó, đó là mậu, quý và ất. À chúng ta có mậu gặp mậu thì nó là tỷ kiên. Mậu gặp quý thì nó là chính tài. Và mậu gặp ất thì nó là chính quan. Đó. Nói chung ấy, trong năm 2024 thì vẫn còn nhiều cái cắt tinh ẩn càng tàng trong thiên can. Vì thế nó vẫn mang lại được sự may mắn và mang lại sự tài lộc cho những người tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 nữ mạng. Tất nhiên là trong năm nay thì nữ mạng nó không may mắn bằng nam mạng. Nam mạng sẽ may mắn hơn do là có sao Thái Dương nó chiếu mệnh. À, đầu tiên chúng ta cùng xét về cục diện Mậu gặp Mậu thì nó là tỷ kiên. Như vậy là tỷ kiên nó xuất hiện trong đa số tử vi của những người tuổi Mậu Tý sinh năm 1948. Nó nói lên rằng là gặp cái tỷ kiên chiếu mệnh À, quý vị uh, Mộu tí 1948 cũng nên cẩn thận với cấp trên với đồng nghiệp với những người xung quanh mình à, cẩn thận trong chuyện lời ăn tiếng nói không phải ai cũng thân thiện cũng hiền lành và cũng là những người đáng để cho gia chủ được tâm sự à, trong thời gian này thì khi mà đi làm hoặc là đi ra ngoài quý vị cũng lựa lời mà nói kéo gây ảnh hưởng đến cái công việc sau này và để mang lại cái may mắn mang lại cái tài lộc hóa giải cái thị phi do cái tỷ kiên mang lại thì những người tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mệnh hộ thân à, vòng tam hợp quý nhân đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mậu tý sinh năm 1948 nữ mạng. À, bên cạnh đó chúng ta có mậu gặp quý thì nó là chính tài. Nói chung cái chính tài nó xuất hiện trong cái lá số tử vi của cái năm 2024. Lão Giác Thiền nó cũng cho thấy là những gia chủ tuổi Mậu Tý thì cái thu nhập chính thì vẫn từ công việc của mình làm. Nhưng mà ở cái độ tuổi B7 này thì thu nhập chính có lẽ là từ lương hưu hoặc là những cái khoản những khoản trợ cấp của con cháu đó. À, nhưng mà trong thời gian này quý vị ở nhà làm việc hoặc là đi đi làm việc ấy cũng sẽ được hanh thông thuận lợi. Nói chung thì cũng sẽ luôn có quý nhân tương trợ giúp đỡ. Nên là nên là đây cũng là một cái năm khá là may mắn và thành công với những người tuổi Mậu Tý thêm nữa chúng ta có mậu gặp ất thì nó là chính quan. Đấy, cái cục diện chính quan nó xuất hiện. Nó cũng nói lên rằng công việc của những người tuổi à, tuổi mậu tí 1948, nữ mạnh ấy, cũng thuận lợi nhờ có chính quan nâng đỡ. À, gia chủ đi làm với cái tinh thần là vui vẻ, phấn khởi và biết được, kiếm được một khoản tiền khiến cho quý vị rất là vui vẻ vì đã hỗ trợ được con cháu. À, trong thời gian này thì những người tuổi mậu tý cũng không ngại đón nhận những khó khăn, những vất vả. À, những người mà đi làm thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ và mọi sự sẽ được may mắn và hành thông. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn do chính tài và các chính quan mang lại thì những người tuổi Mậu Tý sinh năm 1948, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân tí thìn để trợ mệnh hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. À, khi mà vật phẩm được khai quang chỉ chú theo, theo tuổi của gia chủ ấy, thì nó sẽ phát huy được cái công năng tốt nhất, chiêu được cái tài lộc hóa giải những xung sát thị phi, mang lại cho quý vị một năm bình yên may mắn, tài lộc dồi dào. À, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân mang lại cái tài lộc may mắn cho mình. À, thưa quý vị, như vậy là năm 2024, năm Giáp Thìn là một năm được đánh giá là khá nhiều cái hung tinh, nó ảnh hưởng đến. Mặc dù là vẫn có cái cục diện tam hợp nó che chở nó nâng đỡ, nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có một vài cái vận hạn, cái sao tốt, sao xấu nó chiếu mệnh. Vì thế mà quý vị cũng cần phải lưu tâm. À, trong năm cũng cần phải đề phòng cái về với sức khỏe của mình nhé đề phòng sức khỏe của mình đặc biệt là cái diêm vương này cái hạn diêm vương này, này. À, quý vị cần nếu mà trong năm ấy cảm thấy có những cái dấu hiệu bất thường trong cơ thể thì bất cứ lúc nào cũng nên đi khám ngay và cũng nên nhờ là con cái đưa đi để giữ gìn sức khỏe của mình kéo lại ốm ra thì khổ đừng có dấu giếm mà lại gì sau này bệnh nặng khó chữa lại làm hại đến con cháu ở à, trong năm 2024 ấy, thì lại có thêm một vài cái cắt tinh ẩn tàng trong cái thiên can vì vì thế nó cũng sẽ mang lại được cái lợi thế nếu như mà những người tuổi mộ tí mà nắm bắt được ý, cái vận thế này thì sẽ giúp cho quý vị có thể được cuộc sống bình an may mắn trong cái năm 2024 à, năm giáp thìn à, thưa quý vị như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 nữ mạng trong cái năm 2024 năm giáp thìn cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi à, quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn